Xin chào các bạn đã đến với kênh Nhâm Trần FV. Hôm nay mình chia sẻ món gỏi đu đủ tay heo. Món ăn giòn sần sật của tay heo, thêm đu đủ trộn với nước mắm chua ngọt, ăn kèm bánh phồng tôm giòn ngon rất là hấp dẫn. Lâu lâu làm đổi món ăn chơi cho vui, hoặc là khi nhà có tiệc làm món lai rai cũng rất là ngon luôn. Mà cách làm cũng rất dễ nữa. Rồi, thì bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết cách làm nha. Đây là những nguyên liệu chính của mình chuẩn bị gồm có như sau nè. Tay heo mình chuẩn bị một cái cần khoảng chừng 300g. Mua về rồi mình đã rửa chanh muối cạo sạch sẽ để ráo nước rồi đó các bạn. Một trái đu đủ xanh nè, mình cần lên cũng khoảng chừng 1,6 kg. Mình lựa mua cái đu đủ nó xanh, nó hơi vàng vàng như vậy để khi mình làm gỏi ăn cho nó ngon nha. Có hành tím nè, 30g. Tỏi mình chuẩn bị khoảng chừng 30g. Có hai cái chanh, một cái ớt sườn và hai cái ớt cay. Thêm ít gốc húng lủi nè. Thêm ít gốc húng quế để lát nữa trộn cho thơm. Đậu phộng mình rang sẵn, chuẩn bị khoảng chừng một cái chén nhỏ như vậy. Hành phi khoảng chừng nửa cái chén nhỏ. Rồi, nguyên liệu chính của mình đã chuẩn bị xong. Bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết nữa nha. Đầu tiên mình có cái nồi nước chừng 2 lít nè. Nêm vô đây một muỗng cà phê muối. Hành tím đập dập hết 30g cho vô luôn nè. Giấm khoảng một muỗng canh cho vô để mình luộc cho miếng thịt nó được trắng ngon. Khi mình sẽ cho tay heo vô luộc nè. Đó, bây giờ mình sẽ bật lửa lớn lên. Rồi canh thời gian luộc là chừng 20 phút để cho chín nha các bạn. Ở trong thời gian chờ thì mình lấy cái đu đủ ra nè. Đem đi gọt vỏ. Đó, mình lựa chọn cái đu đủ nó còn xanh. Đó, nó cũng hơi hùm hùm, nó vàng vàng nhẹ như vậy. Để mình trộn gỏi cho nó được có cái độ giòn ngọt ngon nha các bạn. Gọt xong rồi cái cho qua cái thau nước. Mình rửa lại cho sạch cái lớp mủ ở bên ngoài nha các bạn. Xả thêm một nước nữa nè. Cái đu đủ xanh thì nó có cái mủ á, lúc mình gọt ra nó rất là nhiều. Nên mình rửa sơ như vậy, rửa cho sạch nha. Rồi, mình đã rửa xong rồi đó. Bây giờ mình chuẩn bị cái thau nước 2 lít nè, cho vô một muỗng cà phê muối. Mình sẽ pha cái hỗn hợp nước muối loãng. Cái trái đu đủ mình đã để cho ráo rồi đó, bây giờ đem đi bào nha, cho nó mỏng để khi mình bóp cho nó đều. Đó, mình nên chọn những cái trái đu đủ nó vừa vàng, nó có cái độ ngọt nhẹ, hơi xanh như vậy để mình ăn cho nó được hấp dẫn nha các bạn. Cho qua thau nước muối loãng nè. Rồi, như vậy là mình đã bào xong, cho qua hết cái thau nước muối loãng nè. Cái mình để đây ngâm khoảng chừng 10 đến 15 phút. Sau đó rồi mình đem ra xả rửa lại cho sạch, rồi để ráo nước cái lá hồi nữa mình đem đi trộn gỏi nha. Cái nồi tay heo mình đã luộc được 15 phút rồi đó các bạn. Ở mình ghim cho các bạn coi nè. Đã chín rồi đó, mình lấy ra luôn nha. Cho qua cái thau nước. Rồi, tiếp tục mình đem đi xả rửa lại cho nó sạch. Đó, thì tay heo này mình cũng đã sơ chế với lại chanh muối cạo sạch. Sau đó mình luộc. Rồi khi mình xả lại như vậy, mình rửa thêm như một nước nữa cho nó trôi những cái mảng bám bên ngoài là xong nha. Đó, để rửa thêm một nước nữa nè. Rồi, như vậy là mình đã rửa xong cái tay heo rồi đó. Rồi, tay heo mình đem đi cắt nha. Mình cứ canh mỏng nhất có thể cũng được luôn các bạn. Để khi mình bóp gỏi mình trộn cho nó thấm sốt cho ngon nha. Rồi cái sợi đu đủ mình đã ngâm được khoảng 15 phút đó các bạn. Bây giờ mình xả nó ra nha. Đó, mình ngâm như vậy để cho cái đu đủ nó ra cái mũ cho nó được sạch. Để khi mình trộn gỏi ăn cho nó được ngon hơn nha. Tiếp tục xả thêm một nước nữa, rửa nha các bạn. Cứ ngâm nước muối xong rồi khi mình xả lại chỉ chừng khoảng một nước như vậy là được nha. Và kia mình để cho nó thật ráo nước, lát nữa rồi đem đi trộn gỏi nha các bạn. Rồi khi mình lấy ớt sườn ra đem đi cắt lát nha. Đó, mình chọn thêm cái ớt sườn này để tạo cái hương thơm.
Nếu mà mình ăn cay nhiều thì có thể mình chọn những cái ớt cay hơn nữa nha. Nó thêm hai cái ớt cay nữa nè. Khi mình sẽ băm thật là nhỏ luôn để mình làm nước mắm á các bạn. Tỏi đem ra cắt lát mỏng như vậy nè. Rồi cũng đem đi băm nhỏ hết luôn. Chanh đem ra cắt lát, để hồi nữa mình đem đi vắt nước rồi làm cái nước cho trộn cho nó ngon nha các bạn. Đó, cắt xong mình sẽ pha nước mắm nè, cho vô đây là 5 muỗng canh nước mắm. Đó, loại nào nhà mình có thì dùng cũng được luôn nha. Đường cắt trắng mình cho là 5 muỗng canh luôn. Nước sôi mình cho vô đây là 3 muỗng canh nè. Đó, mình sẽ đánh tan cái đường ra nha các bạn. Đường đã tan hết rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục cho nước cốt chanh là 3 muỗng canh nha. 3 muỗng nè. Rồi khuấy nhẹ để cho nó hòa quyện với nhau. Đó, rồi bây giờ mình sẽ canh chỉnh cái độ mặn ngọt chua cho nó hợp lý luôn nha các bạn. Rồi khi mình sẽ cho ớt tỏi vô là xong nha. Ớt nè, mình có nhiều cho hết vô luôn nè. Tỏi cũng vậy luôn. Đó, cái này thì cũng tùy sử dụng các bạn. Rồi như vậy là cái chén nước mắm để trộn gỏi và để lát nữa mình ăn kèm cũng đã xong. Mình bây giờ chuẩn bị đem đi trộn gỏi nha. Cho nước mắm vô trong cái tô tai heo nè. Đó, mình cho trước là 2 muỗng canh. Rồi trộn đều lên để cho tai heo thấm nước mắm trước, rồi lát nữa mình đem đi trộn gỏi cho nó được ngon nha các bạn. Đó, trộn đều như vậy để khoảng chừng 5 đến 10 phút nha. Rồi cái sợi đu đủ mình đã để cho thật là ráo nước rồi đó các bạn. Bây giờ đem đi trộn nè. Chọn qua cái thau lớn, mình sẽ đem vô đây trước là 3 muỗng canh nước mắm trộn lúc nãy nè. 3 muỗng. Rồi trộn đều lên. Đó, mình sẽ cho từ từ như vậy để mình trộn đều khoảng chừng 1 phút nha. Rồi khi mình nếm nếm lại, tiếp tục cho cái tay heo vô. Khi mình nêm thêm khoảng chừng 3 muỗng canh nước mắm nữa cho đậm đà nè. Tiếp tục trộn đều lên. Đó, mà cứ trộn như vậy khoảng chừng 1 phút rồi cái nếm lại thử vừa chưa nha các bạn. Nếm lại nè. Cái bây giờ mình sẽ cho cái rau thơm vô luôn nè. Húng quế, húng lủi. Cho vô cái này thì cũng tùy các bạn. Cho vô cho thơm nha. Thêm đậu phộng nữa nè. Cho hết vô luôn. Hành phi nửa chén. Rồi cái mình sẽ cho thêm cái nước mắm nữa cho nó đậm đà. Vì hồi nãy mình nếm lại á, nó chưa có đậm mấy. Tiếp tục cái trộn đều lên nữa nè. Đó, cứ trộn như vậy là khoảng chừng 1 đến 2 phút nha các bạn, để cho sợi đu đủ và thịt nè thấm đều lên luôn. Đó, cái mùi đu đủ nè, rau thơm nè, đậu phộng nè, nước mắm hấp dẫn lắm luôn các bạn. Xong rồi đó, để mình dọn ra luôn nha. Món gỏi của mình đã xong, bây giờ xin mời các bạn dùng nha. Để mình gấp lên rồi ăn thử coi nó sao nè. Cho lên cái bánh phồng tôm, thêm một chút xíu nước mắm nữa nè. Xin mời các bạn nha, để mình ăn nè. Tai heo thấm, giòn sực sực, gỏi đủ thơm, có cái độ giòn ngon rất là hấp dẫn. Đó, chua chua ngọt ngọt, gỏi đủ rất là thơm luôn các bạn, để mình ăn nữa nè. Đó, mình ăn cái tai heo mềm này thấm nước mắm nè, ăn giòn sần sật, sợi đu đủ trộn với nước mắm chua ngọt, ăn kèm với bánh phồng tôm giòn giòn, đậu phộng thơm béo rất là tuyệt luôn. Đó, mình có thể ăn kèm với lại bánh phồng tôm hoặc là bánh tráng nướng như vậy nè, cũng rất là hấp dẫn. Đó, để đậm đà hơn thêm chén nước mắm nữa nè, ăn rất là ngon luôn. Video clip của mình cũng đã kết thúc ở đây. Nếu các bạn coi thấy hay vui thì hãy nhấn like rồi nhấn đăng ký kênh và chia sẻ đến mọi người cùng coi cho vui nha các bạn. Bây giờ xin chào tạm biệt các bạn nha. Để mình thêm ly bia cho nó hấp dẫn nè.